Ok, chào mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình, phần mình là Đạt Tacker đây. Thì tiếp tục với cái chủ đề là review và trải nghiệm mang đến cho mọi người những cái phiên bản hack mới nhất trong cái tựa game Lockfoot 18 nha mọi người. Để cho mọi người có những cái phiên bản hack để mọi người cày cho cái ảnh chính của mọi người ha. Rồi thì ngày hôm nay tiếp tục với cái chủ đề đó thì mình sẽ share đến cho mọi người một cái phiên bản hack vừa được update mới nhất hiện tại trong cái tựa game Lockfoot nha mọi người. Thì cái phiên bản hack này thì đâu đó thì nó cũng cập nhật cũng được khoảng 3 ngày rồi mọi người ạ. Đó, đâu đó thì nó cũng được cập nhật khoảng 3 ngày rồi. Thì ngày hôm nay thì mình mới có dịp để mình quay cái video này để mình gửi đến cho mọi người về cái phiên bản hack này nha mọi người. Và cái phiên bản hack mà ngày hôm nay mình mang đến cho mọi người á thì hổm giờ có rất là nhiều bạn kêu á là mình làm về những cái phiên bản hack mà không có cần nhập khay đi. Tại vì có nhiều bạn á là nhập khay không có biết cách để lấy khay, mà trong khi là mình đã chỉ rất là chi tiết rồi. Rồi thì ngày hôm nay chính vì cái chủ đề đó thì mình sẽ share đến cho mọi người một cái phiên bản hack hoàn toàn mới vừa được cập nhật luôn. Và đặc biệt á là mọi người chỉ cần dán cái sò riết vào để mọi người chạy thôi, mọi người không có cần phải nhập khay ha mọi người. Đó, rất là ngon. Mà đặc biệt á là nó hỗ trợ là full tính năng luôn nha mọi người, full những tính năng VIP nhất hiện tại luôn, chẳng hạn như những tính năng chẳng hạn như là auto farm level này, auto farm bone, auto farm ride đồ, các thứ là có hết luôn nha mọi người. Thì link của cái script hack này thì mình sẽ để link dưới phần mô tả hoặc là phần bình luận game để cho những bạn nào mà muốn sử dụng cái bản hack này thì có thể lấy để sử dụng ha mọi người. Đó, và chắc chắn là nó sẽ hỗ trợ cho hai nền tảng rồi, là nền tảng trên điện thoại với là nền tảng trên máy tính. Thì những bạn nào mà trên điện thoại thì mấy bạn sẽ sử dụng bằng những cái clean chẳng hạn như là clean giọt nước V5 hoặc là clean Fluxo V7.1. Thì cái cách mà để cài hai cái clean hack này thì trên kênh mình cũng đã làm hai video hướng dẫn cài rất là chi tiết rồi, và mình sẽ để hai cái video hướng dẫn này ở dưới phần mô tả ha, để cho những bạn nào mà chưa biết cách cài thì có thể kéo xuống phần mô tả nhấp vào đó để xem nha mọi người. Rồi thì hiện tại thì mình đang sử dụng bằng cái clean giọt nước V5 để mình test cái bản hack này cho mọi người xem ha. Thì nói chung là clean giọt nước hoặc là clean Fluxo thì cái nào nó cũng VIP như nhau á mọi người, tùy theo mọi người là muốn sử dụng cái nào thôi. Thì mình á thì mình thích xài cái clean giọt nước hơn thì mình sẽ chọn cái clean giọt nước ha. Đó, rồi thì bây giờ á thì để chạy được cái bản hack á thì đầu tiên là mọi người sẽ kéo xuống phần mô tả cái video này. Bước tiếp theo á là mọi người sẽ tiến hành mọi người nhấp vào cái link script. Thì sau khi nhấp vào xong thì mọi người sẽ làm theo những gì mà trong cái link đó nó yêu cầu để mọi người có được cái script ha. Thì sau khi mà mọi người đã có được xong cái script rồi á thì mọi người sẽ tiến hành mọi người copy cái script đó. Rồi sau đó mọi người vào lại trong cái clean giọt nước hoặc là clean Fluxo để mọi người dán cái script vào mọi người chạy ha. Thì ở đây á là mình đã copy rồi, thì bây giờ mình vào trong cái clean giọt nước mình dán vào nha mọi người. Đây, xóa đi cái dòng welcome to này, nhấn vào cái tượng thùng rác. Rồi mọi người nhấp vào cái bảng này, rồi mọi người nhấn giữ giúp mình thì nó sẽ hiện lên cái chữ bát hoặc là cái chữ dán. Thì mọi người nhấn vào cái chữ đó thì nó sẽ tiến hành nó hiện lên cái script mà mọi người vừa copy ra nha mọi người. Đó, thì sau khi mà mọi người dán cái script ra xong rồi thì cái bước tiếp theo là mọi người sẽ tiến hành mọi người kiểm tra thêm một lần nữa giúp mình, xem coi là cái script khi mà mọi người dán ra là bắt buộc nó phải hoàn toàn không có dấu và hoàn toàn bằng tiếng Anh như vậy nha mọi người. Tại vì script khi mà mọi người dán ra nếu mà nó có dấu là nó sẽ không có chạy được nha. Đó, mọi người lưu ý cái điều này giúp mình. Thì nếu mà mọi người dán ra mọi người thấy ok như vậy rồi thì bây giờ mọi người sẽ tiến hành mọi người nhấn vào cái hình tam giác để mọi người chạy cái bản hack này lên giúp mình ha. Đây, mọi người ấn vào nè. Đó, ấn vào một cái thôi thì mọi người đợi trong vòng là khoảng từ 5 cho tới 10 giây ha, thì nó sẽ tiến hành nó load nha mọi người. Rồi, cái bản hack mà ngày hôm nay mình mang đến cho mọi người nó có tên là Hunde Z nha mọi người. Đây, bản hack vừa được cập nhật 3 ngày trước nha. Đó, thì cái cách mà để nó mở lên đó mọi người mình cũng thấy khá là đẹp nha mọi người. Và đây các bạn hack Hunde Z nha mọi người. Thì đây thì có những bạn là khi thấy cái chữ V2 này nè thì mấy bạn nói là đây là phiên bản cũ mà, nhưng không nha mọi người. Cách đây 3 ngày trước thì bên Hunde Z người ta đã update thêm một số cái code trong cái bản hack này á mọi người, giúp cho mọi người khi mà mọi người treo farm thì nó sẽ mượt hơn ha. Đó, thì đây thì khi đối với bản hack Hunde Z thì trước giờ khi mà mọi người chỉ cần nhập vào thôi thì mọi người sẽ có cái chế độ là chạy nhanh nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Thì khi mà mọi người chỉ cần nhập cái code và mọi người nhấn enter một cái thôi thì mọi người sẽ có cái chế độ là chạy nhanh luôn, không có cần phải bật cái gì hết. Thì đây là cái tính năng đặc biệt trong cái bản hack này ha mọi người. Đó, rất là ngon. Rồi thì đây thì theo thông tin mình được biết 3 ngày trước là bên Hunde Z người ta đã nhập thêm một số cái code vào đây á mọi người, vào trong cái bản hack này nè, để giúp cho máy của mọi người khi mà treo farm nó sẽ tối ưu và mượt hơn ha. Đó, rồi hiện tại là cái bản hack này mình nói cho mọi người nghe luôn là hiện tại cái bản hack này là nó sẽ hỗ trợ mọi người farm được trên đảo mới luôn nha mọi người. Đó, mọi người lưu ý nha, là farm được trên đảo mới hoàn toàn 100%. Thì hiện tại thì như mọi người thấy là hiện tại là mình đang đứng bên đảo mới nè. Đó, mình đang đứng bên cái đảo kẹo nè mọi người, thấy không? Thì cái bản hack này là nó sẽ hỗ trợ mọi người farm cái đảo mới này luôn, và nó sẽ hỗ trợ mọi người farm từ level 2400 cho tới level 2450 luôn nha mọi người. Đó, là cuối level luôn á, rất là ngon. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình nói sơ qua cho mọi người nghe về cái bản hack này có những cái chức năng gì. Rồi thì đầu tiên là ở phần main,
Ở phần main thì chúng ta sẽ đầu tiên là đập vào mắt của chúng ta, đó là cái phần setting bổ trợ nha mọi người. Thì trong cái phần setting bổ trợ này thì chúng ta sẽ có những cái chức năng chẳng hạn như là auto set spam này, là auto set spam boy á mọi người, phá attack là đánh nhanh này, rồi print monster là gom quái này. À, rồi auto haki thế này, đấy auto object haki thế này, đó mọi người bật lên là sẽ tiến hành nó dùng cái haki để nó nhìn ha, đó rất là ngon. Đấy, rồi remove effect này, nói chung là những cái tính năng bổ trợ ha. Rồi tiếp theo thì xuống dưới thì chúng ta sẽ có cái phần là lock level. Cái lock level này có nghĩa là nó sẽ mọi người muốn lock ở level mấy thì mọi người để vào thì nó sẽ farm tới level đó thì nó dừng. Thì ở đây mọi người có thể thấy là nó chỉ để là level 2400 thôi, nhưng thiệt sự là nó đã sử dụng được tới 2400 trở lên nha mọi người. Chẳng hạn như mọi người có thể thấy cái ặc của mình là hiện tại là 2440 nhưng vẫn có thể sử dụng được, là mọi người cũng đủ hiểu là bản hack này nó dành cho phiên bản mới nhất rồi. Đó, rồi rút xuống nữa thì chúng ta sẽ có những cái chế độ là chẳng hạn như là auto farm level này, auto farm ball này, rồi auto random ball này, auto farm candy luôn nha mọi người. Đây một chức năng mới nhất trong ở cái update 18 này. Rồi có luôn chức năng auto pre-pirate ride nữa này mọi người, đó có rất là nhiều chức năng auto luôn ha. Đây auto farm select monster này, rồi auto thu thập tài nguyên superhuman, death tap, semen karate rồi các thứ này. Đấy vuốt xuống thì chúng ta sẽ có là auto farm mastery luôn ha. Đó rất là nhiều cái chế độ farm, thì mọi người muốn farm cái nào thì mọi người chọn đó. Rồi tiếp theo thì vuốt xuống nữa thì chúng ta sẽ có cái mục là auto farm boss. Auto farm boss thì mọi người có thể đi cày boss ha. Đây chẳng hạn như mọi người muốn sử dụng đánh boss nào thì mọi người chọn cái select boss để mọi người chọn con. Chọn xong rồi mọi người muốn đi đánh boss thì mọi người chọn là auto farm boss là sẽ tự động đi đánh boss ha. Đó. Có luôn chức năng auto farm chest cho mọi người ha. Thì ở đây auto farm chest thì mọi người chỉ cần click vào cái auto farm chest thôi thì nó sẽ tự động đi farm chest cho mọi người. Đó rất là ngon. Rồi auto kataru cái này rất là nhiều cái auto mọi người, thì mọi người có thể vào đây để mọi người trải nghiệm. Thì đó là về phần main. Tiếp theo là tới phần combat. Phần combat ở đây có nghĩa là đấu PvP với nhau ha. Chẳng hạn như ở đây mọi người muốn đánh cái bạn nào trong server thì mọi người chọn ở phần select play này. Chẳng hạn như mình chọn cái bạn C37 đi. Đó, mình muốn xem bạn này đang làm gì thì mình nhấn vào spectator player. Đấy, là mình sẽ xem được bạn này đang làm gì nè. Bạn này cũng đang hack, ôi ba người hack luôn mọi người chứ không phải một người nữa. Wow. Dữ thật sự. Đấy. Thì cái này là mọi người có thể biết là bạn này đang làm gì, teleport này thì mọi người sẽ tích vào thì nó sẽ tự động dịch chuyển tới cái bạn mà mọi người đã chọn. Có luôn cái phần là ambush luôn ha mọi người, đây ambush kill, ambush ring này. Đó, mọi người muốn đánh nhau thì mọi người chọn ambush để cho nó tự động nó dùng chiêu ha. Rồi, phần star có nghĩa là tự động nâng chỉ số, thì đây mình nghĩ là mọi người đã quá biết rồi. Thì ở đây là mình sẽ có 3 điểm kỹ năng, thì bây giờ mình muốn nâng qua chap lock này. Chap lock thì mình sẽ tích vào cái auto David Food. Đó, tích vào xong cái là sẽ tự động nâng qua hết luôn nè mọi người ha. Đó thì cái này là giúp trong cái quá trình farm thì mọi người muốn nâng cái nào thì mọi người tích vào sẽ tự động nâng cho mọi người. Đó. Rồi tiếp theo là phần teleport. Rồi teleport thì ở đây chúng ta sẽ có là teleport sơ 1, sơ 2, sơ 3 này, rồi teleport đảo này. Chẳng hạn như mọi người muốn teleport qua đảo nào thì mọi người sẽ chọn cái phần select island thì nó sẽ ra tất cả các đảo. Chẳng hạn như mọi người chọn cái đảo mini sky này. Đó, rồi mọi người muốn dịch chuyển qua đó thì mọi người tích vào teleport là sẽ tự động dịch chuyển mọi người đi. Rồi tiếp theo là phần dungeon. Dungeon thì trong đây là phần ride nha mọi người. Đây có luôn auto star ride cho mọi người này, rồi auto dungeon được cái thứ, thì cái này là dùng để đi ride ha. Nó có thể đi ride ra được những cái trái hiếm luôn nha mọi người, chẳng hạn như trái mochi V2 được cái thứ thì mọi người có thể sử dụng cái bản hack này. Rồi tiếp theo là phần David Food. Rồi trong David Food này thì chúng ta sẽ có những chức năng chẳng hạn như là auto random food này, tự động random chát quỷ này, auto store food là tự động bỏ chát quỷ vào trong kho đồ này, Brad Food là sẽ tự động dịch chuyển mọi người tới những cái trái ác quỷ mà có spam ra ở ngoài server ha. Đó thì nói chung á bản hack này quá là VIP rồi thì mọi người cứ tải về để sử dụng thôi. Rồi shop. Rồi trong phần shop này thì chúng ta sẽ có nha, bán những cái vật phẩm này, những cái kiếm, những cây súng này, cùng với lại kế bên là nó sẽ để luôn cái mệnh giá belly cho mọi người ha. Chẳng hạn như mọi người muốn mua cái nào thì mọi người chỉ cần click vào thôi thì nó sẽ tự động nó mua cho mọi người. Đó rất là ngon. Đấy, rất là ngon ha. Rồi tiếp theo tới phần mid. Rồi thì trong phần mid này thì chúng ta sẽ có cái hương mục là SB. Chẳng hạn như SB play là khi mà mọi người bật lên là sẽ hiển thị thông tin người chơi nè. Đó. SB chat là hiển thị thông tin gương nè mọi người ha. Đó, hiển thị thông tin gương. Rồi SB food là sẽ hiển thị thông tin trái. Thì do là cái server mình đang chơi hiện tại nó chưa có spam ra trái nào hết mọi người, thì bởi vì nó không có hiển thị được ha. Đó, SB Island hiển thị tên đảo. Đó thì nói chung là đó là những gì mà trong cái bản hack này mình muốn mang đến cho mọi người. Thì nãy là mình đã nói sơ qua rồi. Thì bây giờ thì mình cùng với mọi người sẽ test thử xem cái tính năng auto farm level này nó có mượt như những gì mà mình đã nói hay không nha mọi người. Đây, thì để auto farm level thì bây giờ mình sẽ tiến hành mình vuốt lên ở trong cái phần main ha. Rồi thì để auto farm level thì nãy giờ là mình cũng đã vuốt lên từ đầu ở trong cái phần main rồi mọi người. Rồi thì ở phần main này thì đầu tiên là mọi người bật những chức năng bổ trợ lên cho mình, đó là auto set spam boy, phát attack, remove effect và print mod. Đó mọi người bật 4 cái chức năng này lên ha. Bật xong rồi thì mọi người vuốt xuống, mọi người sẽ tìm thấy cái chỗ là select weapon.
Đó, Slay Weapon thì mọi người lít vào này để mọi người chọn vũ khí ha. Chẳng hạn như mấy bạn nào mà lít vào mà nó không ra vũ khí thì mọi người nhấn lại Refresh Weapon để cho nó load lại. Thì ở đây là mình đang có cái Super Human thì mình sẽ chọn cái Super Human. Đó. Rồi chọn xong rồi thì bây giờ việc còn lại là mọi người tích vào cái auto farm level thôi. Đây mọi người tích vào một cái thôi là sẽ tự động nó đi nhận nhiệm vụ nha mọi người. Đó, tự động nhận nhiệm vụ và tự động đi đánh nè. Đây mình sẽ cho mọi người xem. Và cái tốc độ của nó đánh là rất là nhanh nha mọi người. Đó mọi người thấy không? Tốc độ đánh rất là nhanh và rất là mượt luôn. Đấy. Đó mọi người thấy không? Tốc độ đánh là phải nói là cực kỳ nhanh và cực kỳ mượt nha mọi người. Đấy mọi người ha. Đó. Thì nói chung á, cái bản hack này á, là không có gì để bàn cãi đó mọi người ạ. Do là nó mới vừa cập nhật thêm những cái code vào trong cái bản hack á, bởi vậy á, là cái chế độ farm của nó rất là mượt. Nó không có hiển thị ra những cái hiệu ứng nha mọi người, thì giúp máy của mọi người á, nếu mà treo farm á, thì nó sẽ không có bị lắc ha. Đó, nó sẽ mượt hơn rất là nhiều. Thì sau khi mà farm xong hết rồi là nó sẽ đứng nó đợi như vậy. Đấy, nó đứng nó đợi nè, đợi chừng nào mà có quái ra tiếp là sẽ farm tiếp. Đó, bản hack ngon không? Ngon quá trời ngon luôn, ngon như vậy mà mọi người không chịu sử dụng thì mình cũng chịu luôn ấy. Đấy, mình là luôn luôn muốn mang đến những cái bản hack mà ngon với lại VIP nhất để đến cho mọi người ha mọi người. Đó mọi người thấy không? Ngon nè, ngon. Đó. Thì không biết là lý do tại sao mà ở đây là nó để cái V2, đáng lẽ là cái bản hack này nó lại là nó phải là V3, V4 mới đúng á mọi người. Tại vì nó mới cập nhật cách đây 3 ngày trước à. Thì chắc là mình nghĩ là người ta quên đổi á mọi người ơi. Đó. Rồi thì đó mọi người thấy không? Đây mình sẽ farm lại thêm một lần nữa cho mọi người xem nè. Đó, hiện tại là mình đang đánh nha. Đây mọi người đợi một tí cho quái nó ra nè. Quái ra là sẽ tự động dịch chuyển về để nó farm liền. Đó, quái ra là sẽ tự động dịch chuyển lại để nó gom quái nó farm liền nha mọi người. Và cái tốc độ farm của nó hầu như là quá là ngon rồi và rất là mượt ha. Đó thì đó là những gì mà trong cái bản hack này mình muốn mang đến cho mọi người. Thì nếu mà mọi người muốn sử dụng cái bản hack này á, thì link của cái series hack này mình sẽ để link dưới phần mô tả nha mọi người. Và đặc biệt á, thì những cái clean hack á, mà mình dùng á, thì mình sẽ để link dưới phần mô tả cho mọi người luôn. Rồi thì cảm ơn tất cả mọi người vì đã đón xem video này. Nếu mà mọi người thấy video này hay thì mọi người đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để ủng hộ cho kênh nha mọi người. Ok và bye bye tất cả mọi người nha. Bye bye.